xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như hôm trước thì các bạn đã xem kênh của mình thì cũng biết là mình đang trồng rau xà lách. Thì đây là lần đầu tiên trồng rau xà lách nên mình cũng không có kinh nghiệm mấy. Thì mình có hỏi mọi người thì mọi người chỉ cho cách trồng như thế này. Hôm nay mình thấy là do là kiểu như mình cũng hỏi các bạn rồi là có trồng xít quá không. Thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn là mình thấy có vẻ là cũng hơi xít, bởi vì là rau xà lách nó còn to còn cuộn vào nữa cơ, nên hôm nay mình sẽ đánh thưa nó ra và trồng ở bốn xung quanh đất khác. Hello. Mình sẽ đánh thưa ra một chút. Mình sẽ rút kinh nghiệm về những lần sau là sẽ đánh thưa ra, là trồng thưa ra đấy. Trồng hơi di dít quá. Mấy nữa nó khó quấn vào được. Nó đang quấn vào. Bây giờ nó quấn này. Bây giờ mình sẽ trồng viền qua những cái ấy này nhá. Viền vào luống rau này nhá. Mình hôm qua hôm kia vừa mới ấy lên để chuẩn bị dòng rau
rau mùi. Mình gối cái rau mùi vào đây. Bây giờ trồng là mấy nữa ăn cả xà lách cả rau mùi là vừa đấy. Ơi, cây này to chưa? Mấy lứa lạnh là rau xà lách quấn vào là vừa mà ngon. Bắp này to chưa?